hãy sòng phẳng với 20 golfer đánh bạc. Thưa quý vị, trên 4,6 tỷ đồng là số tiền không nhỏ so với một đêm quyết đấu. Điều khiến dư luận quan tâm là ngoài hai ông Linh và Nam, 20 ứng viên còn lại là ai, sao chưa công khai danh tính? Ông Lê Hùng Nam, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam, ông Trần Anh Linh, Giám đốc công ty Trần Lê Gia ở thành phố Hồ Chí Minh cùng 20 golfer khác. Người chơi golf, golf thủ vừa bị công an bắt quả tang về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc trong khách sạn. Tại hiện trường đêm 20 tháng 3, 4.650.000 điểm phỉnh tương đương hơn 4,6 tỷ đồng và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan bị phát hiện. Vụ việc vi phạm pháp luật này ngẫu nhiên thay xuất hiện ngay khi những lùm xùm đánh phụ nữ của ông Nguyễn Viết Dũng, golf thủ, cựu đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam còn chưa lặng sóng. 22 nghi phạm cờ bạc trên được xác định hầu hết là chủ doanh nghiệp có điều kiện kinh tế. Họ thuê khách sạn để chuẩn bị tham dự giải golf VGA Union Cup 2023 do Hiệp hội Golf Việt Nam tổ chức từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 3 trên sân golf Heron Lake Golf House and Resort của công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng và sân golf Đầm Vạc, Vĩnh Phúc. Đáng nói, từ hôm 7 tháng 3, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc đã có văn bản gửi Hiệp hội Golf Việt Nam thông báo về việc công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng và sân golf Đầm Vạc không đủ điều kiện để tổ chức giải đấu vì thiếu nhiều hồ sơ thủ tục. Như vậy, có ít nhất 3 khả năng. Thứ nhất, những đại gia mù thông tin về việc không đủ điều kiện tổ chức giải đấu. Thứ hai, cố tình tham gia một sự kiện thiếu tính chính danh do sân thi đấu thiếu thủ tục. Cuối cùng, phương án giả điếc để lấy cớ lập nhóm sát phạt được tính đến. Và dù nằm trong khả năng nào đi nữa cũng đều gặp nhau ở điểm cuối mang tên trả giá. Điều khiến dư luận quan tâm là ngoài hai ông Linh và Nam, 20 ứng viên còn lại cho cái giá ấy là ai, tại sao chưa công khai danh tính. Bởi con số trên 4,6 tỷ đồng là số tiền không nhỏ so với một đêm quyết đấu. Dù có là doanh nghiệp, đại gia nứt đố đổ vách nhưng sẵn sàng mang hàng trăm triệu đồng khuấy vào máu đỏ đen thì không thể không đặt câu hỏi số tiền đó có từ đâu. Tiền từ mồ hôi, công sức, xoắn trí, vặn não để có hay tiền từ những mánh mung thiếu nghiêm chỉnh trong làm ăn, kiếm chắc dự án. Nên nếu đã công khai ông Nam, ông Linh thì thật thiếu công bằng khi 20 vị kia yên tâm trong chế độ ẩn. Nó càng gây sự so bì bởi những nghi phạm có yếu tố hình sự khác như trộm cắp, cướp giật, gây rối luôn được công bố rõ ràng chỉ vài chục phút kể từ khi bị bắt. Việc công khai danh tính ở mặt nào đó cũng là một kênh quan trọng để làm rõ số tiền tăng vật kia ban đầu xuất phát từ tiền bẩn hay tiền sạch. Từ đấy biết đâu phát lộ nhiều chuyện động trời vượt xa mức độ đánh bạc tiền tỷ. Nhiều vụ án lớn được khám phá chẳng phải đôi khi khởi đầu từ những sự vụ nhỏ lẻ hoặc từ nguồn tin của người dân đó sao? Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm giúp loại bỏ tư tưởng chần chừ, sợ sai. Thưa quý vị, theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, trong bối cảnh chúng ta đang tích cực đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, một bộ phận cán bộ có tư tưởng chần chừ, giữ an toàn, sợ sai, do đó cần có những cơ chế, chính sách để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Ngày 24 tháng 3, Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo góp ý vào dự thảo các nghị định quy định về chính sách tinh giản biên chế, khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho hay, dự thảo nghị định khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung là một nghị định rất khó. Bà cho rằng đây là một nghị định mang tính chính trị rất cao, theo Thông tấn xã Việt Nam. Theo Bộ trưởng Trà, trong bối cảnh chúng ta đang tích cực đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, một bộ phận cán bộ có tư tưởng chần chừ, giữ an toàn, sợ sai, cần có những cơ chế, chính sách để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, theo tinh thần và tư tưởng của Bác Hồ. Những gì có lợi cho dân thì quyết tâm làm, những gì có hại cho dân thì phải ra sức tránh. Nhắc lại tầm quan trọng và cấp bách của ba nghị định này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, sau hội thảo sẽ thực hiện các trình tự, thủ tục để khẩn trương ban hành nghị định, đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ chính trị liên quan. Nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo phải từ cán bộ, công chức, viên chức, chứ không phải chỉ đội ngũ lãnh đạo. Giám đốc Sở Nội vụ Hà Tĩnh Lê Minh Đạo tán thành với phương án đối tượng áp dụng trong dự thảo là cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước. Khoản 2, điều 2 và khoản 3, điều 3 dự thảo nghị định quy định về đổi mới sáng tạo trong bảo vệ các trường hợp đã có ý tưởng, cách làm mới, mạnh dạn đột phá, tháo gỡ những vấn đề có quy định nhưng không còn phù hợp với thực tiễn. Nội dung này nếu thực hiện được rất thuận lợi trong việc giải quyết những khó khăn phát sinh tại địa phương.
Tuy nhiên, ông Đạo cho rằng, nếu quy định rộng quá dễ dẫn đến lạm dụng, nên quy định đối với những nội dung đã có quy định nhưng còn chồng chéo giữa văn bản này với văn bản kia. Hay những nội dung chưa có quy định thì đổi mới sáng tạo, còn những nội dung đã có quy định và không chồng chéo thì dù có đổi mới sáng tạo cũng phải thượng tôn pháp luật. Còn theo Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Ninh Nguyễn Trọng Tân, nghị định khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung phải nhanh chóng đưa vào thực hiện. Thậm chí đề nghị có hồi tố. Ông Tân nêu dẫn chứng trong thực tế có việc sở vướng mắc, huyện vướng mắc xin ý kiến Ủy ban Nhân dân. Các đồng chí cho một câu, đồng ý với chủ trương nhưng lúc sai lại truy ông đề xuất. Tôi nghĩ không được như thế. Cấp trên cho làm rồi người ta mới dám làm. Thế nhưng khi có việc gì sai trái lại truy cán bộ tham mưu. Đây là chuyện có thật. Bắc Ninh đang có chuyện như thế. Cuối cùng lãnh đạo không bị sao cả. Toàn các cán bộ tham mưu bị xử lý. Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Ninh thẳng thắn. Ông Nguyễn Trọng Tân cho rằng, cơ quan nào là cấp trên đồng ý, cơ quan đó cũng phải chịu trách nhiệm. Cấp dưới liên đới chỉ ở mức độ nào đó. Đó là những nội dung cần đưa vào để khuyến khích cán bộ cấp dưới tham mưu. Phải có cán bộ, nhân viên tham mưu mới khuyến khích bảo vệ cán bộ, dám nghĩ, dám làm. Lào Cai, có hay không việc bí thư huyện Bắc Hà xây nhà trên đất ruộng? Thưa quý vị, bên sườn đồi ở thôn Na Hối Nùng, xã Na Hối, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, ngôi nhà sàn 2 tầng bề thế, xung quanh có ao cá, sân vườn được kè kiên cố, tường xây, có lắp cả camera an ninh. Theo người dân quanh vùng, đây là ngôi nhà của ông Nguyễn Duy Hòa, bí thư huyện ủy Bắc Hà, được xây trên đất ruộng. Vậy cụ thể sự việc ra sao? Đến đầu đường Vành Đai 2, gần trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, hỏi về nhà ông Hòa, bí thư huyện, người dân ai cũng biết và chỉ tường tận. Nhà bí thư Hòa sau trung tâm giáo dục, đi lên trên đồi là thấy ngay thôi, to lắm, người dân nói với phóng viên báo chí. Theo chỉ dẫn, đi khoảng hơn 100m, trên sườn đồi, ngôi nhà sàn kiên cố 2 tầng hiện lên nổi bật giữa núi rừng, trông khá bề thế. Nhà được xây trên khu đất rộng, tường, kè kiên cố, cùng hồ nước rộng và cây hoa mới được trồng. Nhà bí thư Hòa đấy, xây từ năm ngoái, đất này là đất ruộng, đất đồi của dân, được ông Hòa mua của ông Si, bố của ông bí thư xã Tà Trải. Một người dân cho biết, cũng theo người dân nơi đây, đất ruộng này người dân không xây được nhà đâu, chính quyền không cho, chẳng hiểu sao bí thư Hòa xây được. Thỉnh thoảng ông Hòa cũng lên đây, người dân cho biết. Khi phóng viên liên lạc qua điện thoại, ông Nguyễn Duy Hòa cho biết, ông không có đất hay nhà như phản ánh và hướng dẫn phóng viên làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Na Hối. Trao đổi với phóng viên báo chí, bà Đinh Thị Phương Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Na Hối cho biết, trước đây khu đất đó là ruộng nương, trồng mận, trồng ngô, giờ đã được chuyển đổi hay chưa thì bà cũng không rõ, nhưng hình như đất đó đứng tên người khác, chứ không phải của ông Hòa. Còn theo ông Nguyễn Ngọc Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Na Hối, khu đất trên có 300m2 đất thổ cư đã được cán bộ địa chính đến cắm mốc để xây dựng. Sau thời gian chờ đợi, cặp vợ chồng đến phòng làm việc của bà Thủy giới thiệu tên Ngọc và cho biết khu đất đó vợ chồng bà mua cho cậu con trai tên Phạm Trọng Thịnh, 32 tuổi. Một phần khu đất 300m2 đã được chuyển đổi thành đất thổ cư, đất ở tại nông thôn và hơn 5.000m2 còn lại là đất trồng cây lâu năm. Xây dựng có phép hay chưa, vợ chồng tôi cũng không biết vì con trai tôi nhận làm thủ tục đó, bà Ngọc cho biết. Khi được hỏi vì sao lại xây cổng, tường bao quanh cả diện tích không phải của mình quản lý, cũng như chắn mất đường đi vào suối, quây suối vào khuôn viên nhà mình, thì bà Ngọc thừa nhận đó là cái sai của gia đình, nhưng do không ai có ý kiến gì nên gia đình bà Ngọc vẫn tiến hành xây dựng. Được biết, ông Phạm Trọng Thịnh, người đứng tên khu đất trên hiện đang công tác tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Bắc Hà và gọi ông Nguyễn Duy Hòa là cậu.